hi. Hello honey. Lời đầu tiên xin cho Vanessa Vũ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôm nay đến tất cả mọi người. Những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Cá Nhiên Chiên, kênh YouTube của anh Lô Tô Ngôi Sao Việt, kênh YouTube của Toàn Vlog. Thì hôm nay em xin tự giới thiệu có một nhân vật trong showbiz. Đó chính là Nam Thanh Lịch Long Quang. Hello mọi người. Đây là trong showbiz luôn nhưng mà không phải trong showbiz kia. Này là đi che bít thôi. Ủa em có nghe mẹ kêu con tên gì vậy? Long Quang. Thôi mẹ đổi nghệ danh con hoài, người ta không có nhớ con tên gì luôn á. Không, mẹ tả lại. Mẹ tả lại con rồi mở cái mặt ra. Chuẩn bị. Rồi mọi người ơi. Trời ơi, lâu quá mọi người không được xem xiếc nè. Xem ấm. Mày giống con khỉ quá xuống đúng chưa? Quên, quên. Anh chưa giới thiệu luôn vậy. Quên, quên. Rồi mọi người ơi, thì giờ nhân tiện ngày hôm nay là thứ ba, cũng là ngày rằm 15. Thì ngay tiệm 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, tại quán Cá Nhiên Chiên của tôi, Cá Nhiên Chiên. Thì hôm nay em sẽ phục vụ cho khách, đó chính là tiết mục xiếc khỉ Long Quang. Hello. Ờ, xiếc khỉ là con phải làm. Ý là gì hả mẹ? Đúng rồi, con làm nếu như tôi cũng không, mình trong tảng đá vậy đó. Ê, con đâu có bị da đâu mà gãi quá vậy. Ừ, gãi gì đi, cho bệnh viện da để bóc mà lại soi da. Giỡn không đó, thì hôm nay là hello mọi người nha. Người đẹp Hoàng Long và Vanessa Vũ Đô Phương sẽ đi tương tác với lại tất cả các khách hàng nha mọi người nha. Sẽ coi giống như là hôm nay một ngày đẹp trời, không có mưa. Thì thứ ba đầu tuần thì mọi người dòm nè. Lâm ơi, đi cái máy cái Lâm. Trời ơi, xuất sắc quá mẹ ơi. Phải nói là hôm nay chọn vé rất là đông khách luôn. Bây giờ mình qua khu A trước đi nha. Khu A đi mẹ. Bên em có ba khu, gửi xe đi chị ơi. Gửi xe giùm em đi. Đó, bên em có ba khu nha. Khu A, khu B, rồi khu BD, rồi khu A. Ai mà chơi BD là lên lầu với em. Đi từng bàn đi mẹ ơi. Bây giờ em sẽ đi từng bàn. Dạ, đây bàn thứ nhất, đây. Tăng 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 tăng. Chết mẹ. Ê, mẹ bên đây đi, mẹ bên đây đi. Mẹ bên đây đi, có bên này. Dạ. Ý là mẹ bên này có một bên chia ra, lần nào quay cũng vậy. Ghê vậy á. Mày vô sao vậy? Con ăn ngon rồi thấy mày lựa ngon. Ý là chứ. Con là mẹ là mẹ phải nhường cho con. Mẹ phải nhường cho con. Sao vậy đi không tôi khuyên nào không? Sao vậy đi kha? Nhìn đi đi ra rủ chắc nào không? Phòng ăn sạch Việt Nam. Phòng ăn giữ xịp cao vì nào không? À ý là nó hỏi anh có ăn cacao không? Nhà nó bán cacao, nó bên Việt Nam. Cái gì vậy con nói con? Đâu nói lại, nói lại đi. Sao vậy đi không tôi khuyên là xin chào tất cả mọi người. Nhìn đi tôi ra rủ chắc khảo là rất vui được làm quen với bạn. À. Phòng ăn sạch Việt Nam là con ở Việt Nam. À trời tôi tưởng đâu mày hỏi anh ăn sạch giữ xịp cao là. Trời ơi tôi tưởng nó ăn sâm quýt bỏ cacao vô. Ý là 19 tuổi, con rồi, 19 tuổi. Rồi, cái con dịch cho mẹ nè. Rồi mẹ dịch. Qua đi kha, sủi mại khạp 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 lọc lẹ lẹ à. Cái gì? Sủi mại con của sôi khoa sao mà da nào bủa, để này của xí ngầm anh á. Ê, chị đang nói tiếng Thái mà mẹ nhảy qua cái tiếng Trung hay gì rồi đó. Mẹ trộn với nhau. À, trộn lại hả? Mẹ là hai nước. À, mẹ hai nước. Ba của mẹ là người Thái. À. Mẹ của mẹ là người Việt. À. Người đỡ đẻ của mẹ là người Cam. Rồi. Kế bên nhà của mẹ là người India. Ok, bên nhà cũng tính luôn hả mẹ? Tính hết rồi. Đúng rồi, bởi vì mẹ lai nhiều nước lắm. Nói chứ là cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mấy em đã thương yêu. Ủa cho hỏi là tụi em ở đâu lận? Tụi em ở An Giang. Bài nào An Giang, con kiếm bài nào An Giang. An Giang có Long Xuyên mặn mà, anh đi châu đốc nhớ ghé qua chia bà. Về tỉnh biên nhớ thương em Hà Tiên, chiều trên đồng thủ xanh áo bà ba em dịu hiền. Hốt nốt ơi nhắn ai đôi câu, người em chớ mới Tân Châu, có tôi xin đợi chờ. Nếu có về quê hương đất miền Tây, ghé thăm em lại người quê tôi núi Sam 39. Gì vậy má? Đúng không? Núi Sam là 38. Ủa dạ con lộn, em lộn. Con này bệnh ghê, cảm ơn em nha. Dễ thương ghê thiệt á. An Giang đúng không con? An Giang mẹ. Dễ thương ghê. Người An Giang. À, bà. Đúng rồi. Bà đã dụ đối phương với lại team với lại trong nhóm hay đi đi bị công an bắt rồi đó. Trời ơi. Mình bỏ nhỏ ra anh đi. Tụi Minh Thiết biết Minh Thiết là chết đó. Ý là em đang kể cái vụ dùng cái vụ mà chạy cái lo đó, hãy đến lấy lo đi nè. Rồi xong cái lo đi luôn á. Lấy lo đi nè, đó ngay trong đốc là nè. Ông này ông cập nhật hay nè, nói chứ ăn cái viên chiên Minh với đế dụ đối phương thì cảm nghĩ của em thấy cái viên chiên với lại chảy chua nước chấm đồ ok không? Góp ý đối phương nha. Dễ thương ghê á thiệt á. Ồ, người dân nói chung là người dân An Giang ai cũng dễ thương á mẹ ơi. Ai cũng ủa thì hỏi của người ta mà. Trời kỳ mẹ. Em giỡn á. Dạ, không có đâu không lắc rồi nè không. Hiểu làm xong qua đi kha. Hiểu làm. Vui vẻ. Trời ơi chết rồi. Ê ba nè mẹ ơi. Ba đẻ. Thôi nhớ mẹ biết lựa. Thôi đây không? Ba của con nè. Thôi ba con nghe mẹ. Ủa ba phải không? Ông ngoại. Ông ngoại. Cháu của ba. Cháu trời nhớ con không? Nhớ gì đó nghe chào trời ơi. Con có nhúng tóc mẹ ơi, con có nhúng tóc. Chứ chào anh nha. Dạ. Thần thiếp với lại con xin thỉnh an hoàng thượng. Hả hoàng thượng? Lấy gì vậy? Ý là con. Mày làm gì mày giống như mê hoặc hoàng thượng vậy? Con tin tấm bố cho ngoại. Hoàng hậu kế bên kìa. Chém đầu bây giờ đó. Trời ơi.
bà ngoại. Dạ thân thiếp là thái giám xin thỉnh an hoàng thượng ạ. Dễ thương. Dạ cảm ơn hoàng thượng, cho hỏi là hoàng thượng từ đâu đến ạ? Từ Lân Bình. À, Lân Bình. Hoàng thượng từ Tân Bình. Tân Bình, Tân Bình. Tân Bình. Sẵn giờ cái gì của hoàng thượng. Đúng rồi, để ý là con gì để ý. Không có gì. Ý là con để gì. Nghe tay ra. Trời. Tao nói mày sao? Trời, anh nói giùm em tiếng coi mẹ đánh hoàng thượng nha, xin lỗi hoàng thượng. Không có được vô lễ như vậy. Biết cái nào của hoàng thượng mà mày gờ gờ đó. Ê mẹ kiếm gì vậy? Mẹ kiếm cái ghế. À. Cái ghế hoàng thượng ngồi mục quá, chắc em đổi ghế cho hoàng thượng quá. Trời ơi mẹ ơi, cái đồ của cái đồ của con của hoàng thượng hả? Con. À trời ơi, trời chết, rồi. Chết công rồi. Công tử. Tại vì mạnh mẽ quá phải không? Công tử ơi, công tử có thể nào lấy cái bắp đùi dỗ vô cái mặt nó một cái không công tử? Ý là anh đá chứ. Kiếm cái gì ở trong trọng vậy? Ý là kêu anh đá lại dùm con. Anh đá cái chung đúng rồi, đúng rồi. Ê công tử cắn quá cho em đá nha công tử. Cái gì vậy mẹ? Ý là con xin chú này đá chung quá ổng con. Chú ơi cho nó gì. Ờ thì bây giờ chú này không đá, chú này cho cô đá cô. Ê mẹ ơi, mẹ là mẹ của con mà đi mày đá cái gì vậy trời. Hiểu làm. Hiểu làm. Anh chị mình từ Tân Bình đến đúng không anh? Dạ cảm ơn chị mình rất là nhiều nha. Thì hôm nay là quán của em có phục vụ cho mọi người là chương trình là xí khỉ á. Dạ dạ mình có muốn coi bây giờ không ạ? Dạ, rồi rồi xí khỉ. Ê trời mẹ lột cái đó con ra ngoài vậy. Xí khỉ cho mọi người. Xí sao vậy? Xí sao cái mặt con giống khỉ. À ngứa gãi vậy. Ở cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê là ê cái gì vậy? Trời ơi anh giỡn nha. Trời cái phụ tùng á. À sao đây bên đây trời. Mỉm lệ. Cảm ơn mẹ. Dạ cảm ơn mấy anh mấy chị rất là nhiều luôn. Dễ thương người đẹp trai nha. Sáng quá mẹ ơi. À là Bi khắp. Bi em ơi. Dabli Dabli. Ok khắp. How much? My name Phu Phương. Welcome. Sửa giùm cái bóng đèn. Đi vô đây sửa giùm chị cái bóng đèn. Đúng rồi đúng rồi. Trời chết rồi mẹ ơi. Đi sửa giùm cái bóng đèn. Ê ai có con đi không? Ê lộn rồi. Ê lộn cho em đi kìa. Lộn. Mày đi ra ngoài chuyện người lớn mà mày. Ủa gì hả ai biết đâu. Sửa rồi. Sửa rồi. Ủa đó. Sáng đó mẹ ơi. Sửa cái bóng đèn rồi. Sửa thì đẹp trai quá. Sửa 300 nha. Sửa rồi ok, chúc anh đưa anh 500 luôn nha. To luôn hả? Ủa đẹp trai quá. Mẹ ơi chúc con về Tân Bình với mẹ nha. Ok. Nói nghe đi Tân Bình đừng có đi lộn Bình Tân nha. Bình Tân là gì? Này mẹ thấy hai con hay đi lộn. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn gia đình đã sự mạc ha. Cảm ơn anh khóc. Bây giờ là em với lại con gái của em sẽ đi đằng này đứa mẹ. Mày giao lưu với lại khách. Hello mẹ. Hello mẹ. Mẹ yêu ơi. Con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí. Trời cao ơi. Ồ mẹ ơi, mẹ bắt cái tông cao quá, con hát không được. Cảm ơn mẹ nha, bây giờ mẹ chụp với con tấm hình được không mẹ? Đây là bé. Dạ. Bé qua đây chụp với mẹ tấm hình con. Qua liền hay. Vô vô gia đình mình chụp tấm hình. Em lấy điện thoại chụp tấm hình với chị. Mát còn. Ủa alo. Vô vô chụp lại anh. Gia đình mình vô con cười lên con. Vô qua không có ảnh gì vậy. Rồi cười lên. Đúng rồi. Cười lên. À. Đó quá đẹp luôn. Thả tim đi con. Thả tim. Rồi cảm ơn em nha. Dạ cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Chúc cho mẹ sức khỏe nha. Cảm ơn mọi người. Nhà mẹ ra mẹ ăn uống. Cái gì vậy? Cái viên chiên đâu rồi? Ê, có bưng lọt. Trời đây là niềm vinh hạnh của quán Qua Đét Chúng Phu Phương. Rất là vui nha mọi người. Khi mà cái viên chiên bưng ra hết thì khách nè, những anh chị là luôn luôn yêu quý mến. Những anh chị luôn luôn lúc nào cũng ăn ngon không chị? Chị chấm mấy điểm? Chị chấm mấy điểm? 9 điểm. Trời dễ thương quá. Ôi. Chị có thể nào cộng cho em mặt điểm không? Tại vì em cũng... Sao không? Ăn hớp rồi buổi trời mới đem nước ra. Ủa sao vậy? Rồi vậy là em bấm quẹ cho nhân viên. Em bấm quẹ cho nhân viên. Bởi vậy thông cảm cho em. Thông cảm đi em chị, nó đông. Dạ, I love you, chú cầm o. Dạ, cảm ơn mẹ nha. Cảm ơn dạ, mẹ. Hello con. Hello công chúa. Sao? Nãy giờ công chúa thấy mẹ sao? Đây chị hai của con nè. Chị hai nè, ượt nè. Ượt hả, ượt nè rồi. Dễ thương. Trời ơi xinh quá mẹ ơi, giống con này nhỏ ghê đó. Không có đâu mẹ. Ý là giống... Người ta dễ thương. Hồi xưa mày là thương không có dễ, hồi xưa mày làm gì tóc dại vậy? Hồi xưa mẹ mua cho con mấy cái đầm này bạn mày nhớ không? Mấy đầm này là của mẹ hồi nhỏ, mình đi điên hả? Hồi xưa lông mi con cũng dạng cái mặt con gốc. Được không? Cái mặt người ta búp bê. Mặt con búp bê vậy? Hồi xưa con không giống búp bê, xưa con giống búp măng. Trời ơi. Cảm ơn chị, dạ. Cảm ơn mẹ. Ủa xinh quá mẹ. Dễ thương quá. Dễ thương. Sao con biết, cô Phương vậy? Ba con biết. À, cái gì? Ý là mình đang quay với giả bộ con nói con biết cô Phương để cho cô Phương vui ha. À đúng rồi. Ok. Rồi sao con biết cô Phương vậy? Trời ơi, biết mẹ ơi. Biết kiểu như ngượng á, biết kiểu bị ép á. Bị ép nấu. Dễ thương đúng mẹ. Rồi, dễ thương. Ba con biết cô Phương hả? Ba con coi clip cô Phương ngoài đúng không? Trời.
con ơi, tại mình đang quay clip á, ý là con tương tác với cô Phương, ý là con nói đỡ giùm cô Phương nha. Con nói thật luôn nha. Dạ, nói thật luôn, tại vì con nít không bao giờ nói dối đâu. Mẹ ơi, con nít không bao giờ nói dối. Ba với lại con hay coi clip cô Phương lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Gật đầu cứ như bị ngượng. Giống như là bị ép á. Quê quá má ơi. Tao quê là mẹ em quê đó. Thì con cũng quê tại vì. Bởi vậy, mẹ thích mẹ Phương là con. Mẹ Phương đó. Con nhớ mẹ Phương hả? Tối nay là con ngủ với mẹ, cô Phương ngủ với ba. Chịu không? Chịu luôn, chịu mà chịu kỳ quá. Con đồng ý không? Cảm ơn con nha. Con ăn vui vui vẻ đi cô Phương, nãy giờ cô Phương giỡn với con á. Ăn vui vẻ đi con, cười lên con. Dễ thương quá, nhỏ nó sợ luôn á. Cái mặt của mày làm cho nó sợ đó. Dạ. Dạ, dạ một chút con vô. Dạ. Ăn vui vẻ đi, chút em vô nha chị. Rồi bây giờ là khu A, khu B đã xong thì bây giờ em sẽ qua khu B đi. Khu C. Em chụp ảnh được không? Ok, chụp tí liền hay là chụp ngày mai lấy, có thể chụp ngày mốt lấy. Còn có hai loại ảnh, một là chụp hình gia đình, hai là chụp hình của chú rể. Em chụp chú rể. Ok, cô cho chú rể. Lâu lắm rồi. Ôm dễ lên luôn mẹ. Ủa anh từ Hà Nội hả? Ôi trời ơi, người Hà Nội không vội được đâu. Trời ơi. Anh muốn chụp hình cô dâu chú rể đúng không? Chưa. Dạ anh hai ba. Ở đi xích vô đi cưng. Rồi qua đây là mẹ hai ba. Cười lên. Hôn mi bà, hôn ba đi mẹ. Đúng rồi, trời ơi, đẹp quá mẹ ơi. Từ từ, có một khúc nữa. Từ từ, còn nữa mẹ. Chú gửi bế cái đùi cô dâu lên. Ý là anh phải dịnh cái đùi của mẹ đúng mà. Rồi, à, đúng rồi. Mà... cô dâu mượn chú gửi. Trời ơi. Trời quá đẹp anh ơi, ngồi đẹp lắm anh nha. Nhiều clip đến luôn á. Trời ơi, dễ thương quá. Người trời mẹ ơi. Mà dễ thương, anh ở đâu vậy? Âm khi uống xí rồi. Anh ở Hồ Hoàng Kiếm không? Đúng rồi. Hồ Hoàng Kiếm. Anh ở Hồ Hoàng Kiếm. Ở trường em luôn. Em ở ngay. Em ở Hồ Gươm. Con ở Hồ Gươm. Ở Hồ Gươm hả? Ờ. Vậy là mày với ba mày xa lắm. Con với ba xa. Dễ có mẹ gần á. Ra Hà Nội không? Dạ không, em ít ra Hà Nội lắm. Bữa nào anh dẫn em ra Hà Nội đi. Nhưng mà đi ra Hà Nội ghé qua cửa hàng cốm của anh ở số 9 Hàng Vải Hoàng Kiếm. Trời ơi, anh có cửa hàng cốm nhà Long ơi. Ủa hay mẹ ơi. À là anh cửa hàng cốm mà nàng tắm á hả? Vậy là ảnh mời hai mẹ con mình làm nàng tắm đó con. Dạ hai mẹ con dạ nha. Mẹ là con tắm, con là con cám. Thôi mẹ chơi kỹ, con không chơi đâu. Ai gì? Ủa đúng rồi. Ê không. Ê là con gì? Ủa? Trời ơi. Ủa trời ơi, ta chỉ xem chúng ta như hai chị em, nhưng trong thật tâm không biết ai là chị là em. Phải không? Cảm ơn anh. Anh ngồi ở đâu vậy? Anh ngồi đây. Dạ ngồi đi, chúc em lễ với anh nha. Được nhìn em gần hơn. Ok, cảm ơn anh. Trời dễ thương. Đó mọi người thấy không? Người Hà Nội rất là dễ thương. Trời bắt cái giọng. Người Việt nè, người Hà Nội rồi, người Bắc. Tới chung là trai nè. Mày làm cái gì vậy Long? Ý là ở đây nè. Mày đứng dậy liền cho tao. Ý là mày. Mày dặn mày bao nhiêu lần rồi? Ý là chia ra. À là mình bán lợi chứ không bao giờ bán thân. Dù như con đẹp chứ không bị đánh đâu. Mày làm gì là kẻ tiền. Ủa vậy hả mẹ? Mày nghĩ làm sao mà mày con gái con lứa mới bị lớn vậy mày táp vô đàn ông người ta. Đâu có sao đâu. Bao nhiêu lần rồi thà là mình bán lợi. Mình bán lợi chứ mình không có bán thân. Vậy hả mẹ con tưởng. Anh lợi lâu chưa vợ? Ủa gì kỳ vậy em con mét ba vậy? Trời ơi con mét ba mẹ kỳ con mẹ ra rồi mẹ ơi. Con mét ba đó nhỉ. Mua mẹ. Ủa vậy hả? Dạ, con mua anh này luôn. Hai mẹ con mình đi chơi lén đi có sao đó. Nè chúng con giảm phút chụp hình cho lắm. Cười lên cưng. Chú mỏ đi anh, chú mỏ đi. Rồi hai người là... Ủa là em hết hồn luôn rồi. Thế chứ cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn anh chị mình đã dành thời gian để mà ra gia đình em nha. Gia đình của bóng anh xin cảm ơn ạ. Thôi đừng có điện gì nữa anh ơi, làm gì vậy? Ê! Ôi trời ơi! Trời. Bây giờ thương lượng ơi, nha trời. Giờ thương lượng đi anh ơi. Thôi từ từ ăn. Bây giờ cho em thương lượng đi, ăn cũng từ ngon từ. Mà anh gọi đi ngồi. Trời bóp da cho anh đi mẹ. Trời ơi tụi em thì trời có lọt. Trời ơi! Trời ơi! Mẹ ơi! Ba la mẹ ơi! Chú bóp con bìm bẹp của mẹ. Ông ơi! Chú giận anh được. Trời ơi! Ôi trời ơi! Chú bóp con bìm bẹp của mẹ. Mẹ ơi! Mày làm cái gì vậy? Bây giờ con kéo xuống cho đừng có bóp. Mày giỡn lên ổng còn phải mẹ. Cảm ơn anh nha. Dễ thương quá, ăn lấy sức đi một chút nữa hai mẹ con nghe anh. Dạ có... nghe lại rồi, em có địch trả rồi. Dạ cảm ơn anh. Ê, cái đó nó bị cái gì vậy? Cái này địch, cái bánh mồng tôm mà. Ồ nhưng mà dạ, cái này nó bị anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ hôm nay là giống như là chương trình là thứ ba đó. Cũng là ngày rằm 15 thì bên quán em có chương trình là siết khỉ. Dạ, cái gì hoài vậy? Sử dụng cái bánh này để giữ con khỉ của em. Không chứ. Dạ cảm ơn anh nha. Dạ lần đầu tiên em thấy luôn á, hồi xưa là con khỉ ăn chuối, bây giờ con khỉ ăn bánh bông tôm. Không ăn được vậy mẹ ơi, con dễ ăn lắm. Con khỉ này dễ ăn lắm. Cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn mẹ. Rồi bây giờ là hai mẹ con. Mẹ nào?
Cảm ơn mẹ bên đây nè. Trời. Cảm ơn anh chị. Đó bây giờ là 23. Anh Lãng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 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 Không phải, em nói anh nghe. Cái đường đó chạy qua là bây giờ nó có công an, nhưng mà nếu mà anh không chạy qua cái đường đó là nó không có công an. Nhưng mà anh phải chạy vòng qua một cái vòng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Không phải đi lên. Đúng rồi. Cái vụ bữa đó. Nhưng mà nó nhưng mà chìm rồi, xong hết rồi đó thôi. Lúc đó tụi mình lại trễ. Xui ha. À bữa nay bị kẹt xe ngay cái đèn đỏ có xui ghê không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không có kịp. Ủa mình đang nói về vụ gì vậy? Vụ gì vậy? À, là đang kể về bộ phim đó hay ha. Nhưng mà cái kết nó không hợp. Câu cuối. Đúng rồi. Ủa con đang kể cái anh kia bị bắt mà. Ủa tôi đang kể bộ phim của Dâu Tấm Tuổi mà. Anh kia bị giao thông bắt ngay cái đèn đỏ mà. Trời ơi. Ba bộ phim khác nhau luôn. Ừ rap lại không có nghe ra gì luôn. Cái gì gì trời mừng quá. Cái gì vậy? Gì vậy? Không, không, không. Cái gì đây? Má ơi. Trời ơi. Kinh khủng luôn á. Rừng U Minh. Kiếm bài nào có rừng U Minh giùm mẹ không? Không biết. Rừng U Minh á, rừng U Minh. Ủa bài nào có rừng U Minh anh? Không có bài nào hết trơn á tao. Đúng rồi, cái tướng đã quá. Một tuần 7 buổi. Trời ơi, một tuần 7 buổi. 7 cửa. Trời ơi, 7 cửa. Trời ơi. Gì ngày 7 gì 73 đó. 73 à. Dạo 3 đó rồi. 3 năm. Trời ơi. Trời ơi. Dạo 3 ra 7 có nghĩa là anh này anh muốn có anh muốn làm mẹ có bầu. Nữa hả? Anh đừng có tưởng, anh đừng có nghĩ là hai mẹ con em dễ dãi. Rồi đúng hai rồi. Hai mẹ con em được cái dễ thương chứ không bao giờ dễ dãi. Đúng rồi. Anh này được cái dễ chịu. Rồi, đúng không? Được. Dễ chịu nhưng mà anh cũng dễ thương. Ừ. Dễ chiều nữa. Địa chỉ số mấy? Tối nay hai mẹ con em ghé. Cho đi về. Cho đi chỉ nhà đi. Thôi 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 ngại ngại rồi, chút nhắn tin đi. Đúng rồi, nhà mẹ khó, để chút chị nói chuyện với ba cho. Cảm ơn tụi em nha, dễ thương. Phà hoài đi, ai bất tích tôi vậy? Trời ơi, má nó kỳ ghê má ơi. Trời, xui ghê đó, vậy không đó. Chán ghê. Rồi bây giờ em sẽ qua khu qua CD nha. Qua khu CD. Trong đây nè mẹ. Ba kìa, chỗ sáng quá trời kìa. Ba con mẹ. Phải không? Nhưng mà có mẹ cái có mẹ rồi, không có được rồi. Dễ thương. Đâu vậy? Ngon ăn cái gì chiên ngon anh chị. Anh ăn vui vẻ. Bây giờ con đánh lạc hướng cô dâu đi để mẹ quần chú. Dạ rồi, ok. Sao mà chị đang coi Instagram hả? Ý là chị đang coi Instagram. Ê xu chị nó chậm, chị nó chậm cái đầu quá sao bây giờ? Không có che che chị nó lại. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Để lâu chưa vậy? Dễ thương quá. Xong rồi. Lâm cho mẹ, lâm cho lâu quá vậy. Thôi hết giờ rồi con. Xong rồi. Trời em giỡn nha. Cảm ơn chị nha. Dễ thương. Cảm ơn chị. Dạ dạ dạ, ok chụp ảnh. Được không? Đem qua đây ngồi với mẹ rồi con. Cho anh ngồi xuống lâu. Rồi rồi, dạ dạ. Lấy hết luôn nha. Vô ngồi đi con, lấy ghế ngồi lên con. Rồi thả tim nè, thả tim nè. Ok, cảm ơn tình yêu nha. Cảm ơn dạ, mấy cảm chị. Cảm ơn mấy chị. Cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn dạ, anh chị nha. Nha. Hello mẹ. Dạ. Dạ, có mấy lần con ra trễ với lại mấy lần con đi show quá mẹ. Chó đâu mẹ dễ thương quá, mẹ đâu lận? Ôi. Trời. Cô mít đó hả anh chị? Dạ. Đi đám cưới cái đường đi rồi vui rồi. Dạ. Tặng áo ông già cũng vui. Dạ đúng rồi. Ôi trời, mẹ sức khỏe nha. Giữ sức khỏe nha mẹ. Mẹ, mẹ bao nhiêu tuổi rồi? 68 tuổi hả? Ủa sao mẹ biết con? Coi con mẹ nào nhà ngày nào con. Đám cưới thì tắm gì cho mình. Dạ. Dạ. Cảm ơn mẹ nha. Dạ, mẹ giữ sức khỏe nha mẹ. Chụp hình với mẹ tắm làm lưu niệm đi Phương. Chị chụp đi mẹ chụp cho chị cho. Ghê đó. Cảm ơn mẹ nhiều nha. Còn không còn pin không? Ơi còn sao chụp 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 được, chụp được. Làm tấm hình hai mẹ con mình là thả tim đi mẹ. Chụp lại nhiều tấm đi chị. Cảm ơn mẹ nhiều nha. Dạ. Con chúc mẹ lúc nào cũng sức khỏe nha, lúc nào cũng vui vẻ nha mẹ. Bé nở mấy ấm tình thương á mẹ. Mình động kinh á, mai đi cắm bệnh, mai đi khoái ra đây. Canh đó có vũ hương với ra. Dạ. Dạ. Cầm vừa nãy ra canh mới gặp mình. Dạ, cảm ơn mẹ. Bữa là canh ở bên cái đường gì ta? À, Nguyễn Tiểu Lan hả? Mà không có biết đường. Dạ, bên bển em đâu có bán bển nữa, bây giờ là bán bên Ngô Gia Tự. Dạ, hồi trước là Nguyễn Tiểu Lan đúng rồi. Mà biết hoài không biết đường.
Dạ. Ông đặt đường cái mới nghe đây thấy đây khai trương. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn mẹ, giữ sức khỏe nha. Con cố lên nha. Giữ sức khỏe nha bé. Đặt quan lên nha bé. Cảm ơn mẹ nha, cảm ơn gia đình mình. Đó thì mọi người đã thấy rồi, thì em với lại người đẹp Hoàng Long cũng đã tương tác với tất cả mọi người. Đó mọi người thấy không, thì những anh chị em bạn bè xa gần đó, đó anh chị mình yêu thương em cũng như yêu thương Ngôi Nhà Bóng Bóng, thì mọi người hãy dành ít thời gian để mà ra quán em, nằm ở địa chỉ là 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, là tiệm mà Thu Phương Cái Viên Chiên nha mọi người nha. Đó thì hôm nay có một cái clip là em với lại con em là Hoàng Long đã tương tác với mọi người, thì nếu mà mọi người ủng hộ, mọi người đồng ý thì mọi người cứ comment bên phía dưới. Tại vì hôm nay là giống như là ngẫu hứng á, thì em rủ con gái Hoàng Long của em ôi lâu quá không tương tác rồi, bây giờ tương tác với mẹ coi coi khán giả coi là những anh chị em cô chú có đồng ý là hai mẹ con mình xuất hiện với nhau, giống dạ, như là quăng miếng với nhau làm cho khách hàng vui hay là sao đó. Đó thì anh chị mình cứ comment bên dưới. Dạ. Đó thì em với lại Hoàng Long sẽ ra thật là nhiều clip nữa phục vụ mọi người nha. Thì hôm nay sẵn kinh của Toàn Vlog nè, kinh của Thu Phương Cái Biên Chiên, rồi kinh của anh Lô Tô Ngôi Sao Việt. Đó thì cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Cảm ơn cô dì chú bác mình đã luôn thương yêu và ủng hộ. Thì cái câu closing của em đó thì là cá sống là nhờ nước, còn tụi em sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Đó mong cả nhà like và cả nhà nhớ subscribe, đăng ký kênh để mà giúp cho mẹ con em có động lực ra thật là nhiều clip, quay thật là nhiều video để mà phục vụ mọi người nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Mà cảm ơn mọi người nhiều. Hello mọi người nha, thì đây là một người chị ở bên Mỹ với lại người Anh ở bên Mỹ đã coi clip của Ballet Vũ Đô Phương cũng mấy năm trời rồi đó mọi người. Anh cũng rất là ủng hộ và cũng là rất là thương những chị em trong quân đội LGBT. Nhất cái thứ nhất là chịu khó, cái thứ hai là như là cũng buôn gánh bán bưng cũng như tụi em trong cộng đồng vậy đó. Đó thì cảm ơn chị rất là nhiều, hôm nay đã dành ít thời gian để mà ghé em cảm ơn anh chị. Đó thì em chúc cho anh chị lúc nào cũng sức khỏe. Dạ, tại vì khi mà mình có sức khỏe mình mới làm được nhiều việc, thì lúc nào anh chị cũng vui vẻ. Nếu mà anh chị mình có buồn hay gì đó, anh chị mình cứ mở clip em lên coi là sẽ lấy được. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ đúng rồi. Đó thì đây là anh chị. Ủa chị mình tên gì vậy? Chị tên Bích. Chị tên Bích. Anh Đen. À, anh Đen. Dạ. Cũng như tên em chú Đen. Dạ đúng rồi. Đen luôn. Trời ơi tên Đen luôn. Trời ơi chết rồi. Hôm nay anh của tôi tên Đen luôn. Chị tên Bích nha mọi người nha. Cảm ơn chị Bích, cảm ơn anh Đen. Dạ gia đình em cũng như là em thay mặt VV, thay mặt Gia Hân, thay mặt quán Cái Viên Chiên 349 Ngô Gia Tự, cảm ơn chị Bích đã dành thời gian quý báu để mà đến với Cái Viên Chiên em, ủng hộ nước nè, ủng hộ Cái Viên Chiên nè. Ở chúc cho chị sức khỏe, lúc nào cũng năng lượng tích cực cho chị nha. Chồng mình tặng mẹ em mẹ Gia Hân ý là ăn ủng hộ cho em vui được rồi. Mẹ Gia Hân với lại VV. Con anh nó nói phải ghé Gia Hân với mẹ đồ ăn uống ủng hộ rồi thôi còn lì xì nữa nè. Lì xì Gia Hân rồi mẹ nè đúng không chị? Dạ Gia Hân mẹ rồi VV. Dạ ok chị thì em xin cảm ơn chị nha, cảm ơn chị đã yêu thương VV ơi, Gia Hân ơi, chị lì xì rồi ăn uống vô cảm ơn rồi cùng lì xì cho em nữa. Dạ cảm ơn chị Bích, cảm ơn anh Đen nha. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ nè VV Gia Hân.